ở từng nơi, từng vùng thì có nhiều quan điểm khác nhau. Có thể có nơi cởi mở, có thể có nơi thì hơi căng thẳng. Nhưng nói chung ở Việt Nam thì phần lớn, đa phần bố mẹ cũng không ủng hộ con cái mình sống thử. Đặc biệt là con cái mình lúc đấy lại đang lại là sinh viên. Và các cái ca sống thử ở Việt Nam rất ít ca công khai việc đấy. Dustin có một cái muốn hỏi mọi người là khi anh ấy nói là đủ 18 tuổi được quyền sống thử, nhưng đó có phải là cái tuổi thích hợp để sống thử không? Không. Sống thử là gì? Hoàn toàn là không. Sống thử thì cũng giống như chúng ta đang thực hành một cái cuộc hôn nhân. Đối với Ellie thì những người học sinh sinh viên là chắc chắn là không nên. Đúng rồi. Hoàn toàn không nên. Đúng. Những cái người mà đã đi làm rồi, ổn định về tài chính và đã trang bị cho mình đủ kiến thức xã hội cũng như là kiến thức sinh sản. Thì lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống để nói với nhau là mình có thể đi đến cái quyết định sống thử hay không. Nhưng mà trước đây chúng ta có một cái tập khác nói về việc là hôn nhân rồi, nói về việc là đứa con sinh ra trong gia đình mà thiếu tình thương của cha mẹ thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó như thế nào. Vì vậy ngày nay có rất là nhiều bạn trẻ họ sợ cái cảm giác là phải trách nhiệm, phải ở trong một mối quan hệ. Chính vì vậy sống thử là một cái phép thử để cho các bạn ấy gạt bỏ cái nỗi sợ của một bên. Không nhất thiết phải bước vào một cái hôn nhân mà bạn ấy chưa sẵn sàng. Bởi vì có rất nhiều bạn trẻ là tâm lý rất sợ cuộc sống gia đình, nghe hôn nhân là kiểu khủng hoảng luôn. Đúng đấy, có một cậu bạn, cậu là nhân viên cũ của anh, cậu không sống thử trước. Và cậu đến ngày lấy vợ thì phải đến 3 tháng sau cậu mới quen với việc là có vợ nằm cạnh. Sáng nào mà mở mắt ra thấy vợ nằm cạnh cũng định nhảy qua cửa sổ tại vì sợ. Có những người đàn ông độc thân họ rất là sợ, cảm giác không có quen. Không quen người nằm cạnh. Cái hồi mà anh sống một mình ấy, cái nhà của anh đó là vương quốc của anh. Anh biết tất cả mọi thứ ở đâu. Anh nằm ở trên giường này, anh biết rõ là điều khiển TV nằm ở đâu, điều khiển điều hòa nằm ở đâu, điện thoại nằm ở đâu, đại khái là trong tầm tay của anh hết. Thế nhưng mà khi có người yêu rồi, bạn gái chỉ đơn giản đến nhà thấy bừa bộn quá dọn lại là anh đã phát điên rồi, buổi tối phải gọi điện em, điều khiển em để ở đâu nhỉ? Rồi vân vân, tại vì mọi thứ cô sắp xếp lại theo sự gọn gàng của người phụ nữ, bạn gái anh bây giờ là vợ anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vote cho đề tài là sống thử trước hôn nhân. Các bạn đồng ý hay không đồng ý? Mika không đồng ý. Em không. Thực ra đây là quan điểm riêng của những người trong đại gia đình. Còn với chúng tôi thì chỉ muốn tóm gọn lại một việc là thực ra cái việc sống thử trong tình yêu nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái hạnh phúc hôn nhân của bạn. Tôi chỉ muốn nhắc rằng là trong cuộc sống có nhiều thứ không phải thử là được đâu. Mà đã thử là chúng ta sẽ chịu những hậu quả, hay là thậm chí cũng đôi khi đấy là một cái giá trị về sau. Còn với các bạn đang là sinh viên thì tuyệt đối không. Đấy không là nha. Chúng tôi đồng thuận như vậy. Cả nhà đồng ý không ạ? Đồng ý. Sinh viên thì không nha. Con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.